Được không? Đây mà mẹ. Tại sao? Tại con thích. Bạn cùng lớp của con cũng có con mèo. Đi đâu á, nó cũng đi theo đó. Nhưng mà làm sao đốm nuôi được mèo? Dạ được chứ. Đốm cho nó ăn đồ ăn của đốm, ngủ trên giường của đốm nữa. Như vậy nha, đốm buộc dây vào xe ben để làm mèo ha. Đến cuối ngày, nếu như mà mẹ thấy con nuôi xe ben ngoan, mẹ sẽ đưa con đến hội yêu động vật đón một chú mèo, được không? Hay quá mẹ, mẹ hứa đi nha. Ngon lắm đó. Ăn đi. Đốm nè, mèo không ăn xúc xích. Vậy mèo ăn gì hả mẹ? Mèo ăn cá. Đốm sẽ luyện cho mèo ăn xúc xích. Mèo của đốm là phải ăn xúc xích. Thôi, để lát ăn cũng được. Giờ mẹ đi tắm nào. Đốm và mèo chơi có vui không? Mèo đốm đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi ta? Đốm nhớ lại thử coi. Đốm cho mèo ăn, đốm tắm cho mèo, rồi đốm để mèo ở đây nè. Đốm mãi chơi, không chăm sóc cho mèo, nên mèo bỏ đi rồi. Mẹ giấu xe ben đi rồi, xe ben không tự đi được. Vì con mãi chơi nên mẹ không đồng ý cho con nuôi mèo đâu. Mèo không phải như xe ben. Mèo có thể bị đói nè, có thể bị bệnh nè, và còn nhiều thứ khác nữa. Việc của con bây giờ là tập trung vào việc học hành thôi.